Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Binh béo suy sụp đứng không vững giữa phiên tòa. Nam diễn viên hài không đứng vững, ngồi sụp xuống khi nghe chánh án thông báo mức án với hai tội danh mà mình đã nhận. Phiên điều trần lần thứ 4 xét xử Minh Béo tại tòa thượng phẩm Westminster, quận Cam, Cali vừa kết thúc vào sáng ngày 11 tháng 8 giờ Việt Nam. Nam diễn viên đã nhận hai tội danh trong số 3 tội bị khởi tố gồm quan hệ tình dục bằng miệng với nam thiếu niên dưới 18 tuổi, toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi. Theo ghi nhận của chị Ngọc Lan, phóng viên người Việt tại Mỹ, thì Minh Béo khẳng định với tòa là tự nguyện nhận tội, chấp nhận các yêu cầu mà tòa đưa ra. Tuy nhiên, nam diễn viên tỏ ra hoang mang khi phát hiện máy ảnh và máy quay hướng về mình. Anh đề nghị tòa không cho quay phim, chụp hình trong phiên tòa điều trần nhưng chánh án đã từ chối. Để khuôn mặt mình không bị lọt vào ống kính, Minh Béo khom người cúi xuống, đứng nép sau lưng luật sư và phiên dịch. Khi chánh án thông báo với hai tội danh này, mức án cao nhất có thể áp dụng là 4 năm 8 tháng tù ở tù liên bang, nhưng do có thỏa thuận nhận tội nên mức án là 18 tháng ở nhà tù tiểu bang. Minh Béo đã suy sụp hoàn toàn. Minh Béo không thể đứng vững, suy sụp khi nghe thông báo của tòa nên phải ngồi xuống ghế với dáng vẻ ủ rũ. Minh và gia đình đã hy vọng thời gian ở tù thấp hơn như vậy, anh Thiện Thành, cậu họ nam diễn viên cho biết. Anh trai Minh Béo, Phước Kiên có mặt từ sớm tại phiên tòa, anh ngồi lặng lẽ buồn rầu trong phòng xử, từ chối trả lời những câu hỏi của truyền thông. Khi em trai nhận tội, chánh án thông báo về mức án, khuôn mặt anh Kiên càng căng thẳng. Ngay khi phiên tòa kết thúc, anh vội vã đi về. Bà nội út của Minh Béo hiện định cư ở Mỹ không đến phiên tòa của cháu nhưng tỏ ra hụt hẫng khi nghe cháu nhận mức án 18 tháng tù. Một nguồn tin của phóng viên kể lại, bà giật mình khi biết Minh nhận tội và có thể lãnh mức án 18 tháng tù. Ban đầu gia đình kỳ vọng với sự tài giỏi biến hóa của luật sư Mia Yamamoto thì Minh chỉ chịu khoảng 6 tháng tù. Mặc dù Minh phạm tội nhưng các thành viên trong gia đình thương và mong Minh vượt qua khỏi giai đoạn khó khăn. Minh Béo tên thật là Hồng Quang Minh, 39 tuổi, là nghệ sĩ hài được nhiều khán giả yêu thích. Anh thành lập sân khấu Sao Minh Béo, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh và tập hợp được nhiều nghệ sĩ tham gia, không chỉ đóng phim, diễn viên, Minh Béo còn là MC, đạo diễn sân khấu. Ngày 23 tháng 3, Minh Béo bị cáo buộc quan hệ bằng miệng với một bé trai, nạn nhân tố cáo vụ việc với sở cảnh sát Golden Grove. Ngày 24 tháng 3, một thanh tra cảnh sát đóng giả thiếu niên 14 tuổi và liên lạc với Minh Béo. Sau đó, Minh Béo đi gặp thiếu niên này, thực tế do cảnh sát đóng giả với ý định thực hiện hành vi dâm ô. Cảnh sát đã bắt giữ Minh Béo. Trưa ngày 28 tháng 3, anh trai Minh Béo thừa nhận em trai bị cảnh sát bắt giữ ở Mỹ. Ngày 29 tháng 3, văn phòng biện lý quận Cam, Cali thông báo Minh Béo bị khởi tố ngày 25 tháng 3 với các tội danh quan hệ bằng đường miệng với trẻ em, âm mưu hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và gặp gỡ một trẻ em vị thành niên với ý định thực hiện hành vi dâm ô. Trong 4 tháng bị giam, Minh Béo đã 4 lần xuất hiện tại phiên tòa. Ngày 10 tháng 8, nam diễn viên nhận hai tội quan hệ tình dục bằng đường miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi, toàn có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi tại phiên tòa ở Mỹ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.